cái nhà có bịch của bún bò này, cách ăn giò heo này, đem cái bịch qua mấy con chó này, nó chưa gì hết nó bung đầy bịch hết rồi, bỏ vô khao cho ăn. Ê, quá trời đất, ăn mới luôn xương nó đầy thế này. Đây coi, ở đây bỏ vô trong đây ăn nha. Ở đây ăn con này. Đó, đó, đó. Bỏ vô gọn gàng coi. Ăn đi. Sao mà chui vô chỗ đó được. Nóng không? Nóng á. Đi vô đây. Đi đây.